Buổi sáng đầu tiên thức dậy trên cương vị là một quân nhân, không còn được ngủ cố, không còn thói quen cầm ngay chiếc điện thoại để lướt mạng như mọi ngày. Tất cả đều khẩn trương, vội vàng. Tôi được học tập rất nhiều thứ, nhưng mà điều tôi lo sợ nhất là việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng. Khi ở nhà thì chăn màn tôi để thế nào cũng được, nhưng mà khi vào đây thì sau khi tìm được chung một thức thì tôi phải nhanh chóng ra điểm danh, xong đó vào làm nội vụ, gấp chăn màn, ba lô các thứ phải để gọn gàng. Chúng tôi chỉ còn đến 10 đến 15 phút để hoàn thành tất cả mọi việc. Ở nhà em thức rất là khuya, có lúc đến 1-2 giờ sáng, và sáng hôm sau em rất là khó dậy. Tầm bình thường nếu mà được nghỉ thì có thể là đến 10 giờ em mới tỉnh dậy. Với Mai Anh, dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào môi trường trong quân đội, cũng đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi nhập ngũ. Bằng cách chủ động lên mạng, tìm hiểu cách gấp chăn màn trong quân đội, thậm chí cả chiều ngày hôm trước, dù đã được cán bộ trung đội hướng dẫn một cách tỉ mỉ, cẩn thận, thì nỗi lo nội vụ vệ sinh, chăn màn vuông vắn vẫn khiến cô thấp thỏm cả đêm. 3 giờ sáng em đã tỉnh rồi. Em nghĩ là chắc là do em bị hồi hộp ấy. Em rất là lo, em sợ vì dậy muộn ấy. Em nghe ở trong môi trường quân đội rất là gắt, nếu mà mình chạy ra muộn thì sẽ bị phạt. Em buồn chồn, 4 giờ sáng em đã dậy để em gấp chăn màn nội vụ. Nếu mà không, em sợ là các đồng chí đại đội trưởng, đồng chí trung đội trưởng kiểm tra là mình sẽ bị phạt. Cuộc sống sinh hoạt trong khuôn phép, nề nếp, giờ nào việc đấy khiến hầu hết các tân binh đều tỏ ra khá bỡ ngỡ và lạ lẫm. Việc phải dậy sớm ăn cơm sáng như thế này cũng là những trải nghiệm thú vị với nhiều tân binh. Cũng chưa quen lắm việc là mình dậy uống hơi sớm và phải ăn sáng, có hơi sớm ăn cơm buổi sáng ấy. Bình thường ở nhà thì em cũng có ăn sáng, nhưng mà em thường thì em cũng sẽ ăn sáng vào tầm 7-8 giờ. Và vào đây thì được ăn sáng vào lúc 6 giờ sáng và ăn cơm cùng mọi người. Nhưng mà em nghĩ đây cũng là một trải nghiệm thú vị trong quá trình huấn luyện của em ạ. Thường thì ở nhà em phải lúc sáng 9 giờ. Và những món em ăn thường là phở, bún, những món mà có nước ạ. Khi mà vào đây thì buổi sáng hay ăn cơm thì em vẫn chưa có thích nghi lắm. Em nghĩ là mình sẽ thích nghi được sớm.